Sáng nay, mùng 8 tháng 8, Hội nghị Toán học Toàn quốc lần thứ 10 năm 2023 đã chính thức khai mạc tại thành phố Đà Nẵng với hai nội dung chính là Hội nghị Khoa học và Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam. Hội nghị là diễn đàn để các nhà nghiên cứu ứng dụng và giáo dục toán học trên cả nước trình bày những thành tựu khoa học của mình trong vòng 5 năm gần đây. Đây cũng là dịp để cộng đồng toán học Việt Nam cả trong và ngoài nước tham gia trao đổi và đóng góp ý kiến về những vấn đề thời sự, cấp thiết đối với sự phát triển toán học của đất nước. Hội nghị diễn ra thu hút gần 1.000 đại biểu đến từ các trường, viện nghiên cứu trên cả nước. Đặc biệt, có 2 đại biểu là nhà khoa học nước ngoài và gần 90 nhà toán học Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài. Trong đó có các nhà khoa học hàng đầu. Thời gian qua, thứ hạng toán học Việt Nam từ vị trí thứ 50 đến 55 thế giới đã được nâng lên vị trí 35 đến 40, xét về số lượng công bố khoa học. Cũng nhân đây, tôi cũng gửi lời cảm ơn và đánh giá cao đến đội ngũ các nhà toán học trong các trường đại học. Trong suốt thời gian vừa qua, với tư cách là những người hoạt động trong một lĩnh vực khoa học cơ bản đã khắc phục khó khăn trong thời kỳ chuyển đổi của giáo dục đại học và trong giai đoạn thực hiện tự chủ, thì các khoa học cơ bản đứng trước một thách thức rất là lớn, đặc biệt là các lĩnh vực toán học, vật lý, hóa học. Nhưng các nhà khoa học cũng đã khắc phục các khó khăn, không vừa là duy trì các lĩnh vực học thuật của mình, vừa phát triển có nhiều công bố quốc tế và ngày càng khẳng định cái vị thế của giáo dục đại học Việt Nam, các lĩnh vực khoa học trên bản đồ thế giới. Đây là một cố gắng lớn. Đây cũng là dịp để các nhà nghiên cứu khoa học về toán báo cáo và trình bày những nghiên cứu để phát triển thảo luận về những vấn đề thời sự cấp thiết trong phát triển toán học của đất nước. Qua 5 năm vừa rồi thì cộng đồng toán học Việt Nam đã lớn mạnh lên rất là nhiều. Là cho với trước đây thì chúng tôi có thêm một tiểu ban và có về liên quan đến khoa học dữ liệu. Chúng tôi cũng có một tiểu ban mới về phương trình đạo hàm riêng, bởi vì lực lượng các nhà khoa học của Việt Nam nghiên cứu trong lĩnh vực phương trình đạo hàm riêng cũng đã mạnh hơn rất là nhiều so với cả trước đây. Thì tự chung lại thì những cái thống kê mà chúng tôi có được thực sự là chưa đầy đủ, nhưng mà cũng chứng tỏ cho thấy đây là một kỳ đại hội mà số lượng cũng như về chất lượng các nhà toán học Việt Nam đã lớn mạnh hơn rất là nhiều so với cả 5 năm trước đây. Hội nghị khoa học diễn ra trong các ngày từ ngày 8 đến 12 tháng 8 2023. Đây cũng là cơ hội để các nhà toán học tiếp tục cập nhật những ý tưởng mới thời sự trên thế giới thông qua hợp tác quốc tế, đào tạo nghiên cứu sinh, tạo sự gắn kết giữa các trường, viện và doanh nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển ứng dụng các kết quả nghiên cứu toán học.